Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Nguyễn Hữu Huân. Nguyễn Hữu Huân thuộc phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Chỗ vị trí này là ngay gần với bệnh viện luôn quý vị nhé. Ngay gần bệnh viện. Khu này khu đường bàn cờ hết, rất là đẹp. Thì giới thiệu với quý vị đây một cái lô đất mà nó là cuối đường của Nguyễn Hữu Huân này. Nhưng mà chỗ này thì nó hơi nô này thì nó hơi có lỗi tí là tức là nó cuối đường và mấy cái nhà đằng kia người ta đâm đít vào. Thì ở đây có hai lô. Có hai lô đất chiều ngang 5 x 19 xuống dưới kia. Thì đang chào bán cả hai lô. Là bán là 3 tỷ 1 quý vị nhá. Hai lô là 3 tỷ 1. Còn bán từng lô một thì là 1 tỷ 6 một lô quý vị. Đấy, đất ở hoàn toàn có thổ cư 100%. Đấy, sổ sách cũng thế rồi, có sổ hết rồi quý vị nhá. Ngay gần Nguyễn Hữu Huân. À đường mặt tiền đường Nguyễn Hữu Huân. Sơ bộ cho quý vị biết khu này cực kỳ gần bệnh viện. Từ chỗ này ra bệnh viện đi bộ ra khỏi bệnh viện được. Quý vị nào quan tâm ở đây thì cứ alo cho chúng tôi nhé. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video sau.